Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình ngồi ở một cái view khá đẹp gần cái công viên gần nhà mình. Thì hôm nay là một ngày mà mình, hôm nay là ngày thứ bảy nhưng mà tuy nhiên công lịch công ty vẫn làm nhưng mà công ty hết việc. Nên là yêu cầu anh em nghỉ phép, thì mất thêm một ngày phép các bạn. Cuối năm thì tình trạng cuối năm nó cũng khá là ít việc. Nên là cũng hay phải thi thoảng vẫn phải nghỉ một ngày phép để cho dồn việc sang tuần sau để làm. Thì nhân tiện này mình sẽ làm một cái video mà cũng mình thấy rất nhiều bạn có hỏi ở trên các diễn đàn, các cái trang về liên quan đến du học hay là ở Nhật đi thực tập sinh, kỹ sư các thứ, đa số nhất là thực tập sinh các thứ thì hoặc là du học sinh, các bạn hay hỏi câu là được gì và mất gì khi mà đi Nhật. Thế nên mình cũng xin nói một chút liên quan đến cái vấn đề này theo cái quan điểm cá nhân của mình. Được gì và mất gì thì mình sẽ nói về đi thực tập sinh thì mất gì và được gì. Thì vì đi du học sinh thì các bạn có cũng mất rất là nhiều. Tuy nhiên thì đi du học sinh thì các bạn còn có đi học thì cũng ít nhất khi về các bạn cũng học được một rất là, khá là nhiều thứ thì cũng là cái được. Thì khi mà được hỏi về được gì và mất gì khi đi Nhật thì chắc chắn là nhiều người sẽ trả lời luôn: được thì được tiền, mà mất là mất thời gian, mất sức. Thì cái đấy là đúng. Tuy nhiên thì cũng có nhiều cái mà ngoài ra thì nó còn nhiều cái được và nhiều cái mất khác. Thì mình sẽ nói theo quan điểm của mình về cái được trước. Người Việt Nam mình thì hay nói cái mất trước cái được sau. Như kiểu là ăn cơm thì ăn cơm trước thì chừa cái thịt để ăn sau ấy. Nhưng mà mình xin nói được cái được trước đi. Thì đầu tiên khi các bạn sang một cái nước nào đó để các bạn đi xuất khẩu lao động thì thường là những nước tốt hơn nước mình thì mình mới đi. Thì đầu tiên là các bạn muốn đi được thì các bạn phải học tiếng. Thì khi các bạn học tiếng thì các bạn đã có thêm một ngôn ngữ, đây là cái được đầu tiên. Mà người ta có nói câu là học biết thêm một ngôn ngữ thì sống thêm một cuộc đời. Thì đấy là các bạn đã có thêm một cái cơ hội sống một cuộc đời mới. Theo quan điểm của mình là như thế. Thì cái mức độ ngoại ngữ các bạn tốt đến mức nào thì cái có thể đánh giá được cái cuộc đời mới đấy nó tốt bao nhiêu, tốt nhiều hơn bao nhiêu. Thì đấy là thuộc về cái trình độ ngoại ngữ. Thì thứ hai, khi mà các bạn được sang một cái môi trường mới thì mình lại ví dụ ở Nhật đây, thì ở đây thì mình thấy nó kinh tế người ta thì hơn hẳn Việt Nam mình, nhưng mình là các bạn đều biết được điều đó. Cái môi trường sống người ta cũng hơn hẳn mình, cái không khí nó cũng khác hẳn mình so với mình. Khi bạn sang đây thì các bạn được hưởng những cái đấy, thì là như là cái hưởng môi trường, nó không khí trong lành hơn, ăn thức ăn uống nó là một trong những cái môi trường nó có đảm bảo về thức ăn bậc nhất thế giới. Thì các bạn cũng ăn được ăn những cái đồ ăn mà nó đảm bảo nhất. Tuy nhiên thì các bạn ăn thì tất nhiên tiền các bạn bỏ ra thôi, nhưng cho ai bỏ cho các bạn, đó là chuyện đương nhiên. Thì đó là hai điều các bạn đã được. Khi mà các bạn sang đây thì các bạn được sống với những người đồng nghiệp khác, cùng người Việt Nam sang, cùng các cái vùng quê khác nhau, có những lứa tuổi khác nhau, thì các bạn sẽ được học những cái kinh nghiệm sống cũng như cái kinh nghiệm của các vùng miền, cũng như cái kinh nghiệm của các vùng miền khác, thì lại có thêm cái kiến thức cho các bạn. Là cái thứ ba, cái thứ tư là khi mà các bạn sang đây làm thì các bạn được tiếp xúc với cái nền công nghiệp của người Nhật. Thì nền công nghiệp của Nhật thì nó hiện đại bậc nhất nhì thế giới. Thì các bạn được tiếp cận với công nghệ hiện đại hơn so với Việt Nam rất là nhiều. Thì mở mang được kiến thức, mở mang được tầm mắt, mở mang được cái tăng cường được cái tay nghề làm việc. Thì tất nhiên là làm sang làm việc thì cũng không sung sướng gì, cũng nhiều cái không phải là như mơ, nhưng mà cũng rất là nhiều cái được. Sang đây thì các bạn còn có được các cái ngày nghỉ lễ thứ thì các bạn cũng được đi các nơi để tham quan cái thứ, để biết thêm nhiều cái nét văn hóa của người Nhật, rồi nhiều cảnh đẹp của người Nhật. Đấy, 4-5 cái mà các bạn ít nhất là các bạn đã được. Và cái quan trọng nhất, chúng ta sang đây làm chúng ta được cái tiền. Tiền ở đây thì không phải là chúng ta làm lương cao, mà là cái mức chênh lệch giữa tiền Nhật và tiền Việt Nam là quá lớn. Hiện tại đó là hơn 210 lần. Thì cái mức chênh lệch cao thì thành ra là so với thu nhập ở Việt Nam thì các bạn có một cái thu nhập nó cao. Còn thực ra là so với nguyên này thì nó là không thấm thía gì so với người ta. Tuy nhiên mình sang đây mình đi làm thuê thì mình cũng coi như cái đấy mình đánh đổi, mình chấp nhận thôi. Thì đó là cái thu nhập.
thì nó gộp lại những cái như trên, theo quan điểm của mình là những trên như từ kinh nghiệm sống, từ kiến thức sống, từ cái kinh nghiệm làm việc cũng như nắm bắt những cái công nghệ về kỹ thuật, về sản xuất. Thì sau này các bạn về Việt Nam thì các bạn gồm có tiếng, có những cái tên thì các bạn sẽ có những cái cơ hội làm việc nó tốt hơn so với khi mà các bạn không đi. Đấy là những điều có thể thấy được về cái mặt được, nó rất là tốt. Tuy nhiên bên cạnh những cái được đấy thì cũng có rất nhiều cái mất khác. Mình sẽ thấy cái mất, thì mất đầu tiên khi chúng ta sang đây làm, chúng ta phải mất tiền. Đấy thì đi làm thuê chúng ta đầu tiên chúng ta phải mất tiền, đấy là cái văn hóa của Việt Nam, cái luật của Việt Nam rồi. Đi làm thuê các bạn phải bỏ ra một cái khoản tiền lớn để các bạn làm lệ phí đi sang đây. Thì lệ phí sang đây thì thường thường có thấp là khoảng hơn 100 triệu, đến cao là khoảng tầm 160 170 triệu. Thì mình xin lấy con số trung bình là khoảng tầm 140 triệu đến 150 triệu là ở cái mức trung bình. Có người thấp hơn, người cao hơn để bỏ chi phí đi sang Nhật. Thì chưa kể các bạn trong cái thời gian các bạn học thì các bạn phải mất thêm tiền ăn uống, tiền đi về đi lại, thì mỗi lần nghỉ ngơi các bạn về quê. Đấy thì rồi đến lúc chuẩn bị đi các bạn còn phải sắm sửa thêm đồ đạc. Thì các bạn phải mất khoảng tầm vài ba chục triệu nữa là bình thường. Thì mình xin lại một con số trung bình là khoảng tầm 170 triệu cho đến lúc các bạn từ đi được sang bên Nhật. Đấy là đầu tiên là tiền. Thì bên cạnh tiền thì chúng ta còn mất thời gian. Thời gian thì cái thời gian là gì? Thời gian chúng ta học tiếng. Học tiếng chúng ta ít nhất khoảng tầm 4 đến 5 tháng, cũng là 6 7 tháng. Người thậm chí còn nhiều hơn. Mình có quen một bạn kia học phải hơn 1 năm rưỡi mới đi được. Thì mình sẽ lấy trung bình là nửa năm. Nửa năm thì trong thời gian đấy là các bạn đã mất nửa năm để học rồi. Thì vừa mất tiền vừa mất thời gian nửa năm để học. Rồi khi mà các bạn đi sang bên này thì các bạn lại mất tiếp thời gian 3 năm. 3 năm xa gia đình, xa người thân, xa bạn bè và xa những cái xung quanh của mình ở Việt Nam. Thì các bạn lại mất 3 năm đấy. 3 năm đấy thì ngoài cái việc mất thời gian thì chúng ta lại có những cái mất khác nữa. Đấy, tiếp theo là mất, các bạn mất những cái chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội là khi mà các bạn đi sang bên này 3 năm thì biết đâu trong 3 năm đấy thì các bạn ở Việt Nam các bạn có những cái thăng tiến nhất định trong công việc, chẳng hạn là các bạn tìm được một cơ hội làm việc tốt hơn chẳng hạn. Nhưng mà các bạn ở sang đây thì các bạn vẫn đánh mất những cái đấy. Thì đấy là cái chi phí cơ hội cho cái việc mà các bạn đi xuất khẩu lao động. Thì nhưng mình biết đâu ở Việt Nam trong vòng 3 5 năm thì mình có một cơ hội thăng tiến tốt hơn chẳng hạn. Thì mình không phải là một vị trí nhân viên nữa, mà trưởng nhóm chẳng hạn, mà lên một cái vị trí cao hơn chẳng hạn. Đấy thì đấy là cái chi phí cơ hội chúng ta phải đánh mất để chúng ta đi sang bên này. Rồi khi mà chúng ta sang bên đây thì chúng ta cũng phải mất tiếp nữa là cái về cái tình cảm. Tình cảm chúng ta xa người thân, xa gia đình thì những cái tình cảm nó sẽ ít hơn so với ở nhà. Tất nhiên sau đây chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ mới, những cái tình cảm mới, nhưng đấy chúng ta đã đánh đổi thì chúng ta có thêm một cái mất. Và cái mất nữa chúng ta làm đây thì chúng ta phải lao động. Thì ở đâu chúng ta ở Việt Nam hay chúng ta sang đây chúng ta đều phải mất, đây là mất sức lao động, đấy là chuyện đương nhiên. Thì đấy là những cái mất. Thì tóm lại là ở môi trường nào thì mất và được thì chúng ta đều có. Tuy nhiên là được hơn hay mất nhiều hơn thì cũng khó có thể là so sánh được. Đối với nhiều người thì đi xuất khẩu lao động thì họ được nhiều hơn mất, nhưng cũng đối với nhiều người thì họ đi xuất khẩu lao động về thì họ mất nhiều hơn là được. Thì cũng có nhiều cái mà cũng không không biết được là như thế nào là đúng là sai. Nhưng tuy nhiên đấy là cái quan điểm của mình về những cái được và những cái mất. Thì được chúng ta cũng có rất là nhiều thứ, mất thì chúng ta cũng không hề thua kém những cái được. Tuy nhiên thì chúng ta đã xác định đi xuất khẩu lao động thì chúng ta đều đều là chấp nhận, xác định nên nên xác định được những cái rủi ro và những cái mất. Nhiều khi là đi sang bên này thì đi làm thì còn rủi ro về cái lao động, thì còn nhiều người còn 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 bỏ bỏ mạng lại bên này luôn, không về Việt Nam được nữa. Thì đó cũng là cái mất lớn nhất. Thì khi mà các bạn xác định đi xuất khẩu lao động thì các bạn cũng nên xác định cho mình một cái tâm tâm thức, một cái suy nghĩ là được cái gì và mất cái gì để chúng ta cố gắng đạt được cái mục tiêu của mình, và cũng như là hạn chế những cái mất và cố gắng để đạt được những cái điểm được nhiều hơn là mất. Thì cũng chúc các bạn có được cái sự lựa chọn tốt và có những cái suy nghĩ tốt để có thể là
đạt được nhiều cái điều được hơn là mất trong quá trình đi xuất khẩu lao động. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.